Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa. Tập 50. Chương 491, kế hoạch 5 giây 1. Cầm lấy cái điện thoại định vị vệ tinh đó của Triệu Khai Minh, sắc mặt Dương Gian cực kỳ khó coi. Vào lúc vừa nãy hắn rõ ràng đã sắp thành công rồi, không, là nhất định sẽ thành công, chỉ thiếu bước cuối cùng thôi. Con quỷ khởi nguồn đó không thể giết chết được hắn. Bản thân Dương Gian đã đỡ được đợt tấn công đó, thắng lợi trước mắt, kết quả không ngờ chỉ trong chớp mắt lại thành ra thế này, con quỷ biến mất rồi. Bản thân hắn trở về 40 phút trước, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Không, chuyện này là không thể, quỷ sao có thể làm được cả những chuyện này. Dương Gian đập mạnh xuống bục giảng, đến giờ hắn vẫn không dám tin vào kết quả này. Bục giảng rắn chắc trực tiếp vỡ nát, quẩn lên một đống bụi mù. Nhưng cho dù như vậy cũng không thể phát tiết hết cơn thịnh nộ trong lòng hắn. Bên phía ngươi đã xảy ra chuyện gì? Hành động xuất hiện biến hóa gì sao? Trước đó ngươi hình như sắp thắng rồi. Lúc này, trong điện thoại định vị vệ tinh của hắn truyền đến giọng nói của Vương Tiểu Minh. Hành động lần này bên đó vẫn luôn nghe trộm. Sắc mặt Dương Gian cực kỳ khó coi, giọng nói của hắn có chút khàn khàn. Chuyện này có chút vượt quá sự tưởng tượng của ta và ngươi. Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, nhưng xuất hiện tình huống bất ngờ không thể tưởng tượng. Vừa nãy lúc ta sắp thành công, trước mắt thoáng qua một cái, trực tiếp quay về 40 phút trước. Thời gian ở đây bị ác quỷ thiết lập lại, thứ đó đoán chừng đã biết bản thân có nguy hiểm, dùng phương pháp không thể này để trốn thoát. Nhưng ký ức của ta vẫn còn nguyên, cũng chính là nói, vừa nãy kế hoạch gần như thành công của ta không thể nào tiến hành lần thứ hai nữa, ác quỷ đó nhất định sẽ có sự đề phòng. Bên phía Vương Tiểu Minh đã trầm mặc, ngay cả bên ngoài thành phố Đại Sương, trung tâm chỉ huy lâm thời cũng rơi vào trầm mặc. Tất cả mọi người đều tập trung theo dõi hành động của Dương Gian. Chính, vào lúc Dương Gian sắp thành công mọi người đều đã nhịn không được nhảy lên đầy kích động, kết quả chớp mắt một cái một câu nói khiến cho hy vọng của tất cả mọi người rơi xuống vực sâu. Bên phía ngươi thời gian là bao nhiêu? Vương Tiểu Minh đại khái trầm mặc khoảng 10 giây, rồi hỏi tiếp. 8 giờ 50 phút tối. Dương Gian nhìn vào thời gian một cái. Vương Tiểu Minh nói, bên chỗ ta là 8 giờ 10 phút, với tình hình trước mắt xem ra thời gian bị cài đặt lại là thật, rất xin lỗi, loại tình huống thế này ta chưa từng gặp qua. Điều này đã vượt quá lẽ thường, nghiêm khắc mà nói, con quỷ này phải thuộc về cấp bậc không thể phá giải, đã không thể dùng cấp A, cấp S để phân loại nó nữa rồi. Suy đoán trước đó của ta là sai, Trương Hàn đích thực không thể làm mồi nhử. Nếu không chúng ta lại mất thêm một người ngự quỷ nữa. Đinh quan tài đó giờ còn trong tay ngươi không? Dương Gian đáp, cái này đương nhiên. Vương Tiểu Minh suy nghĩ 5 giây, ta tạm thời lập ra một kế hoạch, có lẽ có thể thành công. Tình huống thế này còn có cơ hội thành công sao? Dương Gian nói, hành động vừa nãy của ta đã hết sức chặt chẽ rồi, lấy bản thân làm mồi nhử để dẫn dụ con quỷ đó tấn công. Sau khi chống đỡ được đợt công kích đầu tiên thì dùng đinh quan tài để đóng đinh nó, đảm bảo không một chút sơ sót. Nhưng nếu nó cài đặt lại thời gian, thì bất cứ kế hoạch nào đều không thể thành công được. Kế hoạch của ngươi rất táo bạo, xác suất thành công cũng cực kỳ cao, như ta nhận thấy gần như đạt đến 70% rồi, đặc biệt là sau khi ngươi chống đỡ được đợt tấn công thứ nhất. Xác suất gần như lên đến 90%, nhưng sự thay đổi không lường trước vẫn xuất hiện, đây là điều trước đó ta lo lắng nhất. Vương Tiểu Minh nói, ta không biết tình hình bên đó của ngươi, cho nên ta chỉ nói ra kế hoạch lập ra tạm thời này. Giả thiết cài đặt lại thời gian là thật, vậy thì cài đặt lại thời gian này cũng chỉ tiến hành trong phạm vi cục bộ, thời gian bên ngoài không chịu ảnh hưởng, chí ít thời gian chỗ ta và thời gian chỗ ngươi đã có sai lệch. Ta bạo gan suy đoán phạm vi này chính là diện tích của trung học phổ thông số 7, cái này được xem như đã thận trọng. Thậm chí phạm vi cài đặt lại thời gian chỉ ở trong tòa nhà dạy học mà ngươi đang ở. Nếu như chỉ có vậy, ta kiến nghị ngươi nên tránh xa việc tác chiến ra, bố trí một kế hoạch đánh úp. Ngươi nói thử xem. Dương Gian nhíu chặt mày. Vương Tiểu Minh nói, nghĩ cách để biến đinh quan tài trong tay ngươi thành đạn bắn vào cơ thể ác quỷ đó. Giống như lính bắn tỉa vậy, còn về khẩu súng bắn tỉa có thể bắn ra đinh quan tài, chính là quỷ nhãn. Ta vẫn luôn âm thầm thu thập dữ liệu của ngươi, ta phát hiện quỷ nhãn của ngươi được tăng cường dựa vào số lượng ít nhiều, nhưng ta nghiên cứu về quỷ vực thấu đáo hơn ngươi. Nếu như tăng cường quỷ vực của ngươi đến giá trị tối đa, đồng thời thử nghiệm ngưng tụ thành một đường thẳng,
đại khái là một chùm ánh sáng bằng với kích thước của đinh quan tài. Chỉ cần chùm ánh sáng này chiếu vào con quỷ đó bên ngoài phạm vi thời gian cài đặt lại, vậy ngươi có thể dùng đinh quan tài trực tiếp chuyển dịch vào cơ thể con quỷ đó, đạt đến một loại hiệu quả bắn tỉa trong chớp mắt. Loại tốc độ này, gần với tốc độ ánh sáng, con quỷ đó không thể phản ứng kịp để cài đặt lại thời gian, vì dù sao vừa nãy lúc thời gian được cài đặt lại ngươi đã có cảm giác thoáng qua trước mắt. Xem xét từ tốc độ phản ứng thần kinh của cơ thể người, dự đoán an toàn có khoảng cách thời gian là 0,5 giây. Lấy số liệu là 0,5 giây, chỉ cần ngươi có thể làm được như ta đã nói, vậy ngươi hoàn toàn có thể đứng ở bất cứ điểm nào ở thành phố Đại Dương mà bắn lén con quỷ đó, nó không hề có năng lực để trả đòn. Nhưng, ta không biết quỷ nhãn của ngươi có thể vươn ra khoảng cách bao nhiêu, cho nên ta kiến nghị tranh thủ đến khoảng cách xa nhất ngươi có thể đạt được, đề phòng bất trắc. Chỉ là xác suất thành công của phương pháp này không cao, rủi ro quá lớn, vì dù sao chỉ có một viên đạn, một khi thất bại, hoặc chọn sai mục tiêu, vậy thì đinh quan tài trong tay ngươi sẽ mất. Hơn nữa đây chỉ là kế hoạch bước đầu ta tạm thời lập ra trong 5 giây. Còn rất nhiều vấn đề tiềm ẩn cần khắc phục, ví dụ như làm sao để tìm được con quỷ khởi nguồn đó, rồi làm sao để xác định quỷ vực của ngươi sẽ không bị quấy nhiễu. Được rồi, ta hiểu ý của ngươi, những cái khác ta sẽ nghĩ cách, cứ chọn bắn lén con quỷ đó từ xa. Dương Gian ngắt lời Vương Tiểu Minh, sau đó nắm trong tay đinh quan tài vẫn chưa được sử dụng quay đầu đi thẳng. Hắn lợi dụng quỷ vực trực tiếp rời khỏi trung học phổ thông số 7. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 492, kế hoạch 5 giây 2. Ở đây, Dương Gian không có chút phần thắng nào, con quỷ này có thể cài đặt lại thời gian một lần, thì sẽ có lần thứ hai, mà mạng của mình chỉ có một cái, một khi để ác quỷ thành công thì xong đời. Bắn tỉa con quỷ đó từ xa, tuy rằng Dương Gian nhận thấy còn có rất nhiều khó khăn cần khắc phục, nhưng vẫn tồn tại xác suất thành công. Chỉ cần có xác suất thành công, vậy thì phải thực hiện. Liều đến bây giờ rồi, đã chẳng còn đường lui nữa. Quan sát tình hình xung quanh trung học phổ thông số 7 một lúc, cuối cùng Dương Gian đến tầng thượng của tòa nhà điều hành viễn thông gần đó bên ngoài hơn 1.000 mét. Hắn đứng trên tháp tín hiệu cao cao, ở đây có thể nhìn xuống mọi tình hình của trung học phổ thông số 7. Chỉ là khói mù bao trùm, Dương Gian không hề nhìn rõ được, nhưng trong quỷ nhãn, có thể xuyên qua, khói mù, miễn cưỡng thấy được đường nét của trường học. Nếu như thời gian trở về 40 phút trước, vậy thì hiện giờ con quỷ đó vẫn đang ở trong trường. Trường học tuy rằng rộng lớn, nhưng ít nhất đã có vị trí rõ ràng, chứ không phải mò kim đáy bể bên trong thành phố Đại Dương. Nếu ta muốn làm được như Vương Tiểu Minh nói, thì bắt buộc phải khắc phục hai điều kiện. Thứ nhất là quỷ vực có thể xuyên thấu qua đám khói mù trong trường học, vì dù sao chỗ đó là sân nhà của nó. Thứ hai là trong tình huống quỷ vực ngưng tụ thành một đường thẳng có thể tìm được con quỷ khởi nguồn đó, đồng thời khóa chặt nó. Ánh mắt của Dương Gian chớp chớp, trên người từ từ trào ra một khối bóng đen, phảng phất như có thứ tà linh gì đó nhập vào cơ thể hắn. Muốn sử dụng sức mạnh của quỷ nhãn đến mức cực hạn, thì bắt buộc phải dùng quỷ bóng để áp chế nó thức tỉnh. Cũng may hiện giờ quỷ bóng ở trong trạng thái chết máy, bất luận sử dụng sức mạnh của nó thế nào cũng đều không có cảm giác thức tỉnh, điều này đã cho Dương Gian sự tự tin. Kế hoạch với ý tưởng tức thời này của Vương Tiểu Minh nghe qua rất khá, lợi dụng đầy đủ ưu thế của Dương Gian, né tránh một cách hoàn hảo điểm mạnh của con quỷ khởi nguồn đó. Ngoại trừ chi tiết không đủ, có thể chỉ trong thời gian vỏn vẹn 5 giây nghĩ ra được một phương án thế này, cũng coi như rất thông minh rồi. Nhưng kế hoạch tốt đến mấy cũng cần có người thông hiểu tốt, đồng thời thực hiện. Năng lực thông hiểu của Dương Gian rất mạnh, tư duy phân tích tình huống một cách bình tĩnh tuy rằng không sánh được với Vương Tiểu Minh, nhưng vừa nghe nói đã biết nên làm thế nào để hành động rồi. Chẳng trách trên diễn đàn nói, ác quỷ cấp S có thể hủy diệt cả một thành phố nếu không tăng cường hạn chế. Thậm chí có thể phá hủy cả một đất nước, hiện giờ xem ra điều này không phải nói quá. Nếu như thứ này không thể giải quyết được để nó rời khỏi thành phố Đại Dương rồi xâm nhập vào thành phố khác, vậy thì thành phố tiếp theo cũng sẽ gánh chịu tai họa ngập đầu. Chỉ cần cho thứ này một chút thời gian, vậy phá hủy một quốc gia xác thực không khó. Người ngự quỷ khống chế một con quỷ, ngoại trừ Triệu Khai Minh khác loài ra, những người khác đối diện với cái thứ quỷ quái này chẳng khác nào đưa cơm cho nó.
cho dù ta đã khống chế ác quỷ thức tỉnh một cách hoàn hảo cũng chỉ là có được tư cách tiếp xúc chính diện với nó mà thôi. Một lần tấn công vừa nãy đó, ai có thể chịu được? Dương Gian đứng trên tháp tín hiệu của tòa nhà điều hành viễn thông, mang theo suy nghĩ phức tạp, lấy quỷ bóng bao trùm cả người, sau đó mới mở quỷ nhãn ra. Sử dụng đến cực hạn của quỷ nhãn, lúc này toàn thân hắn đều bị bao trùm trong ánh sáng đỏ, chiếu rọi lên khói mù xung quanh, nhuộm đỏ cả một khu vực. Quỷ bóng đã bao phủ toàn thân, cơ thể Dương Gian lúc này coi như đã thuộc về quỷ, trong tình huống này quỷ nhãn không có cách nào thức tỉnh. Lần chết đi sống lại này, xem như giải quyết được vấn đề ác quỷ thức tỉnh của hắn một lần nữa. Quỷ vực đang bao phủ xung quanh dưới sự khống chế đã nhanh chóng ngưng tụ, cố gắng hết sức giảm bớt phạm vi bao phủ, từ đó tăng thêm mức độ khủng bố của quỷ vực. Quỷ vực ở mức độ cực hạn đích thực không tầm thường, lúc ở khu dân cư Quan Giang hắn có thể bao phủ phạm vi ít nhất là 10 km, hơn nữa còn là trong tình huống khói mù bao trùm. Nhưng mà ở đây, cho dù có ngưng tụ thành một tia sáng đỏ cũng chỉ vươn ra được khoảng cách hơn 1.000 mét, đến được cửa trường trung học phổ thông số 7 đã là giới hạn, không có cách nào tiến sâu vào trong. Khói mù màu xanh đen ở đó nồng nặc giống như sắp ngưng tụ thành thực thể được vậy, dày nặng có chút quỷ dị. Dương Gian đứng trên tháp viễn thông không có cách nào để xâm nhập vào trong. Trung học phổ thông số 7 tương đương với đại bản doanh của quỷ chết đói này, nó đã đúc chỗ đó thành một cái thùng sắt, ảnh hưởng sức mạnh cả ác quỷ ở chỗ đó là sâu nhất. Quỷ vực của ta ở đó đều sẽ bị gặm nhấm hết, đừng nói là ở phạm vi xa như thế này, muốn giải quyết vấn đề này chỉ có đến gần trung học phổ thông số 7, thậm chí là trở về trường. Nhưng như vậy cũng tương đương với việc đi vào địa bàn của kẻ khác, con quỷ đó nếu phát giác ra sự tồn tại của ta nhất định sẽ đề phòng. Cộng thêm chỗ đó còn có năng lực giống như cài đặt lại thời gian, ta không hề có phần thắng. Dương Gian nhíu mày, chỉ có thể suy xét thêm về năng lực của quỷ nhãn thôi. Giả sử quỷ vực của ác quỷ đó chính là khói mù màu xanh đen kia, vậy quỷ vực của ta chính là ánh sáng đỏ phát ra từ quỷ nhãn. Khói mù của nó có thể ngưng tụ lại, theo lý mà nói ánh sáng đỏ trong con mắt quỷ của ta cũng có thể chồng lên nhau. Đều là quỷ vực như nhau, không có lý nào khác biệt nhiều như vậy. Là phương pháp chồng lên không đúng sao? Dương Gian nhanh chóng suy ngẫm. Ác quỷ từ lúc xuất hiện chính là một thứ chưa rõ, cả thế giới đều đang nghiên cứu, hơn nữa năng lực của mỗi con quỷ đều đặc biệt. Trong tình huống chưa từng có tiền lệ, việc khống chế bất cứ năng lực nào đều là do tìm tòi ra. Mà việc tìm tòi này vẫn rất chậm, vì dù sao đối với người ngự quỷ mà nói sử dụng năng lực của ác quỷ đồng nghĩa với tự sát, thông thường sẽ không sử dụng năng lực này. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 493, kế hoạch 5 giây 3. Có lẽ, số lượng của con mắt quỷ không phải cứ càng nhiều càng tốt. Không biết tại sao Dương Gian nghĩ đến chủ nhân ban đầu của quỷ nhãn này. Bóng đen khổng lồ cao 3 mét đó. Hắn không hề có nhiều con mắt như vậy, chỉ có một con thôi. Nhưng Dương Gian có đến tận 9 con. Xếp chồng có lẽ không phải là quỷ vực xếp chồng lên nhau, mà là quỷ nhãn. Trong đầu Dương Gian nghĩ đến một khả năng. Quỷ nhãn khi gần đến ranh giới thức tỉnh một con mắt đã có thể mở được quỷ vực. Nhưng nếu như một con mắt quỷ khác mở ra quỷ vực bên trong quỷ vực của con mắt quỷ thứ hai thì sao? Quỷ vực bên trong quỷ vực. Dương Gian cảm thấy đây là một phương pháp cực kỳ đáng để thử. Hắn di chuyển quỷ nhãn vào trong lòng bàn tay, hai bàn tay chồng lên nhau, để cho hai con mắt quỷ đè lên nhau ngăn cách qua mu bàn tay, tiếp đó con mắt quỷ thứ nhất tỏa ra ánh sáng màu đỏ mở ra quỷ vực. Sau đó con mắt quỷ thứ hai lại mở ra tầng quỷ vực thứ hai bên trong quỷ vực của con mắt quỷ thứ nhất, rồi hướng về phía trường học. Một cảnh tượng không thể tin nổi đã xuất hiện. Quỷ vực chỉ có thể vươn đến cổng trường, chớp mắt được kích hoạt, phảng phất như trở thành một ngọn đèn pha cực kỳ sáng, trong nháy mắt xuyên qua khói mù màu xanh đen chiếu vào bên trong trường. Nhìn thấy được tình hình bên trong trường rồi, sắc mặt Dương Gian lộ ra vẻ vui mừng. Thử nghiệm của hắn là chính xác, quỷ nhãn không phải chỉ riêng một tầng quỷ vực đơn giản như vậy, một con mắt của nó đại diện cho một tầng quỷ vực. Có lẽ 10 tầng quỷ vực chồng lên nhau cuối cùng mới là quỷ nhãn khủng bố thực sự. Chỉ có thể thấy được tình hình trên sân tập, bên trong tòa nhà dạy học vẫn không nhìn rõ được, phải chồng thêm một tầng nữa. Dương Gian càng lúc càng có thêm tự tin, hắn chuyển một con mắt quỷ lên trên trán.
sau đó bàn tay bắt chéo chồng lên nhau đặt lên trước mặt. Ba con mắt quỷ chồng lên nhau thành một đường thẳng. Tiếp đó mở ta tầng quỷ vực thứ ba bên trong tầng quỷ vực thứ hai. Lần này dường như đã dẫn đến một sự thay đổi về chất nào đó. Ánh sáng màu đỏ thậm chí có chút chói mắt, cả thế, rơi giống như được tưới đẫm máu tươi, vừa quỷ dị vừa đáng sợ. Sau khi quỷ vực này ngưng tụ thành một chùm ánh sáng thì giống như một con dao sắc nhọn trực tiếp rạch ra từng tầng khói mù ở trường học. Tất cả mọi thứ giờ đều hiện ra trước mắt Dương Gian, không có một chút bí mật nào có thể cất giấu. Khói mù không còn đáng sợ nữa, dường như đã khai quật được một ít năng lực không thể tưởng tượng được. Bản thân Dương Gian cũng đã có chút kinh sợ. Đây mới chỉ là ba con mắt quỷ chồng lên nhau, nếu như chín con mắt xếp chồng thì sẽ có biến hóa gì, không dám tưởng tượng. Trên thực tế, phương pháp này của hắn vô cùng kích thích ác quỷ thức tỉnh. Nếu như trước đó không khống chế quỷ bóng không đầu một cách hoàn hảo, lúc này Dương Gian có thể cũng đã lạnh ngắt rồi. Sức mạnh của ác quỷ càng đào sâu, khoảng cách đến cái chết càng gần hơn. Cũng chỉ có quỷ bóng chết rồi này mới cho hắn thể diện, bị hắn khống chế để áp chế quỷ nhãn. Bây giờ, để ta tìm thử xem, con quỷ nhà ngươi rốt cuộc ở đâu. Dương Gian lúc này cảm thấy tự tin, bên cạnh có đinh quan tài đang đặt sẵn. Chỉ cần ánh sáng đỏ quỷ dị này chiếu đến quỷ chết đói đó, vậy thì chuyện này có thể tuyên bố kết thúc rồi. Ngay lúc này, ánh sáng đỏ giống như đèn pha vậy, lướt qua bầu trời thành phố Đại Sương, xé rách từng tầng khói mù. Từ đằng xa chiếu vào trong trường, đồng thời còn không ngừng di động, giống như đang tìm kiếm con mồi, mục tiêu vậy. Chùm ánh sáng tuần tra qua sân tập, lại chiếu vào tòa nhà dạy học. Đặc biệt là chỗ vừa nãy bị tấn công hắn càng đặc biệt lượn lờ một lúc. Nhưng rất đáng tiếc, con quỷ kia không ở đó. Nhưng không vội. Ánh sáng đỏ lập tức dịch chuyển, chiếu tiếp vào tòa nhà thí nghiệm bên cạnh, từ trên tầng thượng bắt đầu tuần tra, tìm kiếm từng tầng một, không bỏ qua bất cứ chỗ chi tiết nào. Đối với ngôi trường mà mình đã học 3 năm, Dương Gian vô cùng quen thuộc, biết phải tìm thế nào mới không bỏ sót. Con quỷ xem trung học phổ thông số 7 là hang ổ này ngược lại có cảm giác như bị chính bản thân nó trói buộc. Nếu như thứ này đi lang thang trong thành phố Đại Sương, Dương Gian cảm thấy dây dưa với nó hơn một tháng cũng chưa chắc có thể khóa được vị trí của nó, vì dù sao thành phố Đại Sương thật sự rất lớn. Tìm thấy rồi, đột nhiên, ánh sáng đỏ tỏa ra từ quỷ nhãn của Dương Gian đang ở phía đường đến cổng Bắc, thì nhìn thấy bóng dáng đáng sợ đó ở trong phòng bảo vệ. Châu Chánh đang mặc một chiếc áo liệm, mang gương mặt màu xanh đen của người chết lúc này không ngờ lại đang ngồi thẳng tắp mà cứng nhắc trên chiếc ghế trong phòng bảo vệ. Không hề nhúc nhích, giống như một cái xác chết được bày ở đó, hơn nữa bụng của nó vẫn đang nhô lên, bên trong có thứ gì đó đáng sợ đang nhúc nhích. Vào khoảnh khắc ánh sáng đỏ rớt trên người quỷ chết đói này, thân thể cứng ngắc của nó đã cử động, cái đầu như người máy chuyển động một cái. Con mắt quỷ dị không có con ngươi đang toát ra tính hung ác mà chỉ riêng quỷ nhi mới có, đang nhìn về hướng của Dương Gian. Chính là lúc này, Dương Gian khẽ gầm trong lòng. Đinh quan tài lốm đốm vết rỉ sét bên cạnh đã biến mất. Một giây sau, quan tài đinh này đã xuất hiện trên trán của quỷ chết đói. Khắc sâu vào bên trong, gần như xuyên qua cả cái đầu. Bắn tỉa mở ngoài hơn 1.000 mét, sự công kích gần như chớp mắt là đến. Phương thức tác chiến kết hợp giữa người ngự quỷ và hiện đại hóa. Ác quỷ này cho dù có thể cài đặt lại thời gian cũng vô dụng. Bởi vì nó không có sẵn loại phản ứng này. Thành công rồi. Dương Gian nhìn chằm chằm vào quỷ chết đói mà cái đầu của nó bị xuyên qua. Muốn xem thử đinh quan tài này có như trong dự liệu hay không. Đến quỷ cũng có thể đóng đinh được. Tuy nhiên, con quỷ bên trong phòng bảo vệ lúc này giống như bị mất đi tất cả sự quỷ dị. Thật sự như một xác chết bình thường đổ rạp xuống đất không có chút sức lực. Khói mù của thành phố Đại Sương đang nhanh chóng tan ra. Sự kiện quỷ chết đói, kết thúc. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 494, Chi viện vào thành 1. Khói mù của thành phố Đại Sương đang tiêu tan. Buổi tối, 9 giờ rưỡi, trung tâm chỉ huy lâm thời bên ngoài thành phố Đại Sương đã truyền đến một tin tức kinh người như vậy. Khói mù đã bao trùm thành phố Đại Sương gần một tháng ngày hôm nay và lúc này cuối cùng đã bắt đầu rút đi.
Phải biết rằng trước đó nhân viên quan sát bên ngoài thành phố Đại Dương đều nhìn thấy chỗ khói mù này càng ngày càng dày đặc, tình hình trở nên càng lúc càng tệ hại, chưa từng có lúc nào chuyển biến tốt. Cái gì? Tin tức này có đáng tin không? Truyền đến tai phó bộ trưởng Tào Diên Hoa, hắn đang ở trong lều giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy, nhanh lên, thông báo cho những người khác, mở cuộc họp khẩn cấp. Một lúc sau, gần trung tâm chỉ huy vô số ngọn đèn được bật sáng, tất cả những nhân viên quan trọng vẫn còn đang nghỉ ngơi đều bị gọi dậy. Chưa đến 10 phút, trong phòng họp tạm thời đã chật kín người. Dương Gian thành công rồi, hắn đã hạn chế được con quỷ khởi nguồn đó, sự kiện quỷ chết đói trước mắt coi như đã được giải quyết. Khói mù đang biến mất, chắc là có thể phái người tiến vào thành phố Đại Dương rồi. Trên đài thông tin, truyền đến giọng nói của Vương Tiểu Minh. Tốt quá rồi, Bộ trưởng, ngài hạ lệnh đi, ta sẽ dẫn theo đội tu sửa tiến vào thành phố, trong vòng 8 tiếng đồng hồ nhất định sẽ khôi phục việc cung cấp điện nước cho thành phố. Một người phụ trách hậu cần có chút kích động nói. Nhân viên y tế cứu hộ chúng ta cũng đã đang tập hợp, trong vòng 10 phút nhất định sẽ tập hợp xong, mong Bộ trưởng hạ lệnh. Lô vật tư cấp cứu đầu tiên cũng đã chất lên xe. Đợi xuất phát, chỉ cần đường xá thông suốt, trong vòng nửa giờ vật tư sẽ có thể vào thành phố. Tào Diên Hoa lúc này cũng có chút kích động, nhưng hắn không bị sự vui mừng này làm cho mê muội. Tào Diên Hoa nói, gấp cái gì chứ, tất cả hành động theo kế hoạch, Lý Quân, Triệu Kiến Quốc. Các ngươi dẫn theo nhân viên đặc chiến, còn có cả cảnh sát hình sự đến chi viện tiến vào thành phố Đại Dương trước, bắt buộc phải gặp được Dương Gian trong thời gian ngắn nhất. Mang theo cái dương đó, không được để xảy ra bất cứ sự cố nào nữa, ta ở đây đợi báo cáo của các ngươi. Bộ trưởng an tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Kiến Quốc nói, Tào Diên Hoa đáp, hành động đi. Hai người đó rất nhanh rời khỏi phòng họp, bọn họ bắt đầu tập hợp nhân lực, chuẩn bị tiến vào thành phố Đại Dương. Đội hình đi đầu này bắt buộc phải do người ngự quỷ hợp thành, vì dù sao tình huống của thành phố Đại Dương vừa phức tạp vừa đặc biệt, nếu tùy tiện xông vào nói không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm gì đó. Chỉ trong giây lát, trên một con đường chính dẫn đến thành phố Đại Dương, Triệu Kiến Quốc dẫn theo 15 cảnh sát hình sự, còn có cả 10 đội viên đặc chiến do Lý Quân dẫn theo đã lái xe tiến vào. 5 chiếc xe bọc thép khi tiến gần đến vị trí cảnh giới thì dừng lại, tiếp tục quan sát một lần nữa. Khói mù vốn dĩ bao phủ con đường phía trước này đã tiêu tan ít nhất đến 70%, tuy rằng vẫn còn tàn dư đang bay phất phơ. Nhưng con đường trước mắt đã có thể nhìn rõ, thậm chí có thể phân biệt được cả những đường nét kiến trúc bên trong thành phố Đại Dương từ đằng xa. Nếu như giờ không phải buổi tối mà là ban ngày, tin rằng tình hình sẽ càng tốt hơn. Quả nhiên khói mù đã tiêu tan rồi, tình huống so với lúc trước quan sát được tốt hơn khá nhiều, Dương Gian thật sự đã thành công, tình huống ở đây đang có chuyển biến tốt. Triệu Kiến Quốc nói, Lý Quân, ngươi phái một đội đi, đến khu dân cư Quan Giang đón giáo sư Vương, ta đi hội ngộ với Dương Gian, đồng thời giam giữ thứ đó vào Dương, đảm bảo không một chút sai sót. Cẩn thận một chút, thành phố Đại Dương có khả năng vẫn còn quỷ nhi xuất hiện. Lý Quân nói, ngươi cũng vậy. Xuất phát. 5 chiếc xe bọc thép dẫn đầu lái vào thành phố Đại Dương, đèn xe chiếu sáng phía trước, đem đến một luồng ánh sáng vào trong thành phố tối tăm này. Hành động cứu viện bên ngoài triển khai như thế nào, Dương Gian không hề biết, cũng không quan tâm. Hắn chỉ là thông báo một chút tình hình ở đây cho Vương Tiểu Minh. Thông qua thông tin, rất nhanh sẽ được truyền đến tổng bộ cảnh sát hình sự, những chuyện khác không cần hắn phải lo đến. Lúc này, Dương Gian vác một cái ghế đến, ngồi ngay trước cổng trường, mắt vẫn cứ dán vào cái xác chết bất động bên trong phòng bảo vệ. Sợ cho tàn lại cháy, sợ sự cố phát sinh, trước lúc hắn tin chắc thứ này được giam giữ lại thì bắt buộc phải canh chừng. Xác chết của quỷ chết đói giống hệt với châu chánh kia, từ khoảnh khắc bị đinh quan tài xuyên qua đầu thì không có động tĩnh gì nữa, vẫn duy trì tư thế lăn quay ra đất đó, không khác gì với một cái xác chết bình thường. Xác chết không cử động mới là một xác chết tốt, Dương Gian cực kỳ tán thành. Nếu như thứ này có thể cử động, vậy thì tình huống sẽ phát sinh biến hóa nữa rồi. Suy đoán của ta là chính xác, đinh quan tài này thật sự có thể đóng đinh quỷ chết đói này tại đây, khiến nó mất đi năng lực hành động. Có điều thứ này rốt cuộc là cái gì, đến cả quỷ ở cấp bậc này cũng có thể áp chế. Dương Gian nhìn vào đinh quan tài bên trên đầu người chết, khẽ nhíu mày. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí.
truyệnđọcviệt.com. Chương 495, chi viện vào thành 2. Không rõ nữa, đây là một câu đố chưa được giải. Có lẽ sau này sẽ có cơ hội làm rõ. Xem ra, chuyện này thật sự đã kết thúc rồi, khởi nguồn đã bị hạn chế, những con quỷ nhi được sinh ra ăn theo đó cũng đi cội nguồn sức mạnh, chết thẳng cẳng rồi, giống như Vương San San trước đó vậy. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đã có ánh đèn của trực thẳng chiếu tới chỗ này, hành động của hắn vừa thành công, chi viện bên ngoài đã tiến vào. Dương Gian, là ta, Triệu Kiến Quốc, ta đã xác định được vị trí của ngươi, ta đã tiến vào thành phố Đại Sương rồi, trong vòng 15 phút sẽ tới kịp, giúp ngươi giam giữ thứ đó. Đột nhiên, trong điện thoại định vị vệ tinh truyền đến giọng nói của Triệu Kiến Quốc. Dương Gian lãnh đạm nói, biết rồi, ta đang cổng bắc của trung học phổ thông số 7. Người của Tổng bộ Cảnh sát Hình sự rất nhanh sẽ tiếp nhận chỗ này. Tuy rằng những chuyện rắc rối còn lại không cần bản thân hắn phải bận tâm nữa, nhưng mà... Dương Gian nhìn chằm chằm vào xác chết của quỷ chết đói. Bên trên có hai thứ mà hắn có chút không nỡ giao ra, một là chiếc đinh quan tài, cái nữa là chiếc ao liệm trên người Diệp Phong. Đinh quan tài đúng là một thanh kiếm sắc để đối phó với ác quỷ, phối hợp với quỷ nhãn của hắn. Có thể bắn tỉa bất cứ con quỷ này từ khoảng cách xa, mà chiếc áo liệm đó là một con quỷ hết sức đặc thù. Mặc nó trên người có thể chống đỡ sự tấn công từ những con quỷ khác, tuy rằng có rủi ro ác quỷ thức tỉnh, nhưng Dương Gian không hề lo lắng điểm này. Dùng quỷ bóng khống chế chiếc áo liệm, đồng nghĩa với việc hắn sẽ một chiếc khiên mạnh nhất, ác quỷ căn bản không thể giết chết hắn. Bỏ đi, trong thời điểm then chốt này vẫn không nên gây chuyện thì hơn, đinh quan tài đó không lấy được, áo liệm có lẽ có thể tháo xuống, nhưng nếu như đột nhiên thức tỉnh, cũng không biết sẽ là một cấp bậc khủng khiếp nào nữa, ngộ nhỡ năng lực cài đặt lại thời gian kia không phải của bản thân quỷ chết đói, mà là của chiếc áo liệm này, vậy không phải tự mình hại chết mình sao? Dương Gian đối diện với ác quỷ ở mức độ này, thực sự không dám làm bừa. Không lo nghĩ cho người khác, thì cũng phải lo nghĩ cho mình, ác quỷ cái thứ này thật sự quá nguy hiểm, bất cứ một sai sót nào đều có thể thay đổi kết quả. Ngươi quả nhiên đã thành công, Dương Gian, ngươi không làm ta thất vọng. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc truyền tới từ một nơi không xa. Một người mặc đồng phục cảnh sát hình sự quốc tế tương tự không biết từ đâu bước tới với gương mặt lạnh lùng. Dương Gian vẫn chưa quay đầu, quỷ nhãn đã nhìn chằm chằm lên người hắn. Triệu Khai Minh, nhờ phúc của ngươi, ta thành công rồi, cảm giác này có chút không tệ. Triệu Khai Minh tập tễnh tới gần. Dương Gian một giây sau rút súng ra nhắm thẳng vào hắn. Thành phố Đại Sương thành ra như thế này ngươi không tránh khỏi có liên quan, có phải ta nên gộp cả nợ cũ nợ mới tính luôn một thể không nhỉ? Mỗi người đều sẽ chết, ta chỉ là để bọn họ đi sớm hơn một chút thôi. Hơn nữa ngươi giết chết ta trước mặt mấy cảnh sát hình sự quốc tế đó cũng không có lợi ích gì. Làm không khéo sẽ có một số người mượn chuyện bàn luận, trực tiếp xóa bỏ công lao của ngươi. Hầy, không có ai hy vọng nhìn thấy một anh hùng thường dân trỗi dậy, chi phối tình thế toàn cầu, sau này ngươi phải đặc biệt cẩn thận một chút. Triệu Khai Minh nói, công lao càng lớn, nguy hiểm càng cao, vì dù sao ngươi không có được thế lực thuộc về bản thân mình. Dương Gian nói, ngươi cảm thấy ta sẽ bị dăm ba câu của ngươi thuyết phục sao? Nếu như kế hoạch của ngươi đã thành công, vậy thì hiện giờ ngươi hẳn chỉ là một người bình thường nhỉ, phát súng này của mà bắn ra, thì ngươi chết là cái chắc. Phát súng này của ngươi đương nhiên có thể giết chết ta, nhưng hiện giờ ta không ở trước mặt ngươi, mà đã rời khỏi trường học rồi. Hơn nữa khoảng cách cũng đủ xa, sau này đoán chừng chúng ta cũng sẽ không gặp lại nữa, nếu như có, vậy nhất định là ta đã chết rồi. Triệu Khai Minh nói rồi cơ thể của hắn đột nhiên tán loạn, hóa thành một đám khói mù màu xanh đen, tiêu tan ngay tại chỗ. Giống với những quỷ nhi đang biến mất đó, thằng cha này quay về bảo Triệu Kiến Quốc cho người đi tìm hắn, người này sớm muộn cũng là một tai họa. Dương Gian bỏ súng xuống, tiếp tục canh giữ xác chết này. Hắn biết đây chỉ là một cái ảo ảnh mà thôi, cùng một đạo lý với việc hắn tạo ra ảo giác bên trong quỷ vực. Chỉ là con quỷ khởi nguồn này đã bị hạn chế, khói mù màu xanh đen đang tiêu tan, ảo ảnh này của Triệu Khai Minh không duy trì được bao lâu. 10 phút rất nhanh đã trôi qua, tiếng động cơ của xe ô tô truyền đến, có đến tận mấy ánh đèn chiếu đến chỗ này, tiếp đó 2-3 chiếc xe bọc thép dừng lại. Tận mười mấy cảnh sát hình sự quốc tế dưới sự dẫn dắt của Triệu Kiến Quốc nhanh chóng xuống xe. Ha ha, Dương Gian, tốt quá rồi, ta biết ngay là ngươi nhất định sẽ thành công, ngươi quả nhiên không làm người ta thất vọng,
ngươi là anh hùng đã cứu vớt thành phố Đại Sương. Một tràng cười sảng khoái vang lên, Triệu Kiến Quốc kích động bước tới. Anh hùng à! Dương Gian nghĩ tới những lời Triệu Khai Minh để lại. Không có ai hy vọng nhìn thấy một anh hùng thường dân trỗi dậy. Không đừng được mà cau mày, sau đó bình tĩnh nói, xác chết của quỷ chết đói bên trong, giam giữ cái thứ đó trước hãng nói. Xin lỗi, là ta sơ suất. Triệu Kiến Quốc lập tức sắp xếp người hành động. Trong một chiếc xe bọc thép rất nhanh một cái dương to nặng nề được đẩy xuống, bắt đầu chuẩn bị giam giữ quỷ chết đói đã bị hạn chế này. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 496, tiếp nhận 1. Đây là Châu Tránh sao? Lúc nhìn thấy cái xác chết bị những cảnh sát hình sự quốc tế khác khiêng từ trong phòng bảo vệ ra, Triệu Kiến Quốc vô cùng kinh ngạc. Chỉ là vẻ ngoài giống nhau thôi, thân phận của quỷ chắc không quan trọng đâu nhỉ? Dương Gian nói, cái này cũng đúng. Triệu Kiến Quốc rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Nhìn vào đinh quan tài lốm đốm vết rỉ sét bên trên đầu xác chết, từ ghi chép thông tin trước đó có thể phán đoán, đây chính là thứ hết sức quan trọng để hạn chế ác quỷ này. Không có nó, con quỷ chết đói này căn bản không thể đối phó được. Xác chết ta không hề đụng vào, cũng không muốn đụng tới, hôm nay giao cho ngươi cũng hy vọng sau này sẽ không có ai đụng tới nó. Dương Gian đứng dậy, bình tĩnh nói, cấp bậc khủng khiếp của thứ này vượt quá sự tưởng tượng của các ngươi. Đừng bao giờ lấy danh nghĩa nghiên cứu để làm gì nó, kết quả tốt nhất chính là vĩnh viễn niêm phong nó chặt chẽ trong giường. Bên phía Vương Tiểu Minh ta cũng sẽ nói qua một lượt với hắn, hắn nghiên cứu những con quỷ khác ta không có ý kiến. Nhưng thứ này không phải thứ hắn có thể xử lý được, một khi vướng vào nguy hiểm lần nữa, trên thế giới này chỉ sợ không có ai có thể giải quyết thứ này. Mức độ phức tạp của nó rất cao, là thể tổng hợp của ác quỷ, kinh nghiệm đối phó với những ác quỷ khác không có tác dụng đối với nó. Hơn nữa nó còn có rất nhiều chỗ khủng bố chưa được thể hiện ra, ta có thể hạn chế nó cũng là dùng mưu, nếu như có thể, hy vọng đừng bao giờ đụng đến cái thứ quái quỷ này nữa. Không có sự tồn tại đặc biệt của đinh quan tài, bất cứ người ngự quỷ nào có thể tự bảo vệ trước mặt con quỷ này đã là rất khá rồi, đừng nói gì đến chuyện đối phó. Dương Gian, ngươi yên tâm đi. Những chuyện còn lại cứ giao cho bọn ta, hơn nữa có bọn ta ở đây, thứ này cho dù có thật sự tỉnh dậy, chúng ta cũng có thể giải quyết. Một cảnh sát hình sự quốc tế nói, ánh mắt Dương Gian khẽ động, nhìn sang người đó, nhằm vào câu nói này của ngươi, ta hiểu ngươi căn bản chẳng biết gì cả, thứ này nếu thật sự tỉnh lại, tất cả các ngươi đều phải chết. Dương Gian, tuy rằng chúng ta biết thứ này rất khó đối phó, nhưng cũng không đến mức như ngươi nói cả thế giới không ai có thể đối phó được. Lần này ngươi ra sức rất lớn. Chúng ta khâm phục ngươi, nhưng điều đó không có nghĩa ngươi có thể tùy ý coi thường chúng ta. Không giấu gì ngươi, chỉ với bọn người chúng ta, tùy tiện chọn ra một người cũng là cảnh sát hình sự top 1, top 2 cả nước. Nếu như trong tình huống cả đội hợp tác, giải quyết sự kiện khủng bố cấp S, không khó. Người đó trầm giọng nói, ngay cả thành phố Đại Sương cũng không vào được, còn ở đó mà top 1, top 2. Dương Gian lãnh đạm nói, ta thấy ngươi bốc phét top 1, top 2 thì có. Người đó lập tức có chút không vui nói, bỏ qua những chuyện khác không bàn đến, nói gì đi nữa chúng ta cũng được xem là tiền bối. Vứt bỏ công chuyện trong tay để đến chi viện cho người mới như ngươi, ngươi không thể tôn trọng ta một chút được à? Ta chỉ là đang nhắc nhở các ngươi. Phải hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc, thứ này không giống với ẩu đả lặt vặt của các ngươi trước kia, những chuyện cần làm ta đã làm rồi. Không muốn xảy ra vấn đề vào lúc tiếp nhận, nếu như các ngươi vẫn ôm thái độ giải quyết sự kiện linh dị như trước kia để đối xử với chuyện này, vậy thì quá ngây thơ rồi. Dương Gian bình tĩnh nói, chỉ là khói mù bao trùm toàn thành phố, ngăn cách sự chi viện của tất cả người ngự quỷ, điều này có nghĩa là gì? Dùng não của ngươi mà suy nghĩ một chút. Nếu như con quỷ này được thả ra đủ để làm mới bảng xếp hạng ác quỷ hiện giờ, thay thế con quỷ gọi điện gì đó, mà ngươi vẫn cứ cho rằng trong tình huống liên thủ giải quyết sự việc này không khó. Nếu như ta có kế hoạch do giáo sư Vương lập ra, nghiên cứu quy luật, cộng thêm đinh quan tài kia, chuyện này đích thực không khó, ta không hề chém gió. Cảnh sát hình sự kia nói, chút tự, tin này vẫn có. Dương Gian khẽ cười, không tranh biện gì với người này. Kế hoạch của giáo sư Vương hoàn toàn là lấy mạng người ra để thử, đợt tiếp xúc đầu tiên suýt chút nữa là chết cả đám, hiện giờ tất cả quỷ dị đều đã được giải,
đương nhiên cảm thấy dễ dàng. Cái gọi là nói vuốt đuôi đại khái là chỉ loại người này nhỉ. May mắn là ngươi không ở trong thành phố Đại Xương. Dương Gian nói xong câu này liền quay người rời đi. Dương Gian, ngươi đi đâu đó, về sau còn có rất nhiều chuyện cần ngươi hỗ trợ. Triệu Kiến Quốc vội vàng nói. Dương Gian đáp, không có chuyện gì cần ta hỗ trợ cả, có chuyện thì ngươi đi tìm Vương Tiểu Minh ấy, ta đi ngủ đã. Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, chuyện lần này vất vả rồi. Triệu Kiến Quốc ngẫm nghĩ một chút, mới phát hiện Dương Gian trong thời gian này đã liều mạng vì sự kiện quỷ chết đói này, cũng không tiện nói thêm gì nữa. Dương Gian không trả lời hắn, rất nhanh đi bộ rời khỏi trung học phổ thông số 7. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 497, tiếp nhận 2. Đội trưởng Triệu, tên cảnh sát hình sự quỷ nhãn Dương Gian này vẫn luôn chảnh chọe như thế à? Cảnh sát hình sự Quách Phàm vừa nói chuyện lúc nãy khẽ cau mày, hoàn toàn không nghe mệnh lệnh, không phục quản giáo. Người như thế này trở thành người ngự quỷ phụ trách thành phố Đại Xương sớm muộn gì cũng là một tai họa ngầm. Đủ rồi, ngươi bớt nói vài câu đi. Triệu Kiến Quốc quát, Dương Gian nói đúng, chuyện lần này không hề đơn giản như vậy, đây không phải là sự kiện linh dị bình thường. Nếu như giải quyết dễ dàng như vậy thì sớm đã giải quyết rồi, cũng sẽ không kéo dài đến giờ. Những thứ ta biết được còn nhiều hơn các ngươi rất nhiều. Có những thứ cơ mật không thể nói ra, trong lòng các ngươi nên tự biết tính toán. Hơn nữa vấn đề Dương Gian có trở thành hiểm họa hay không không phải là thứ ngươi có thể phán đoán. Ta biết một số người trong các ngươi trong lòng cảm thấy Dương Gian lần này đơn độc giải quyết được sự kiện linh dị này, lập được công lao vô cùng lớn, vang danh toàn thế giới. Trong lòng các ngươi không thoải mái, nhưng có không thoải mái thế nào đi nữa cũng không được biểu hiện ra ngoài. Xác chết xử lý xong chưa? Nói xong, hắn quay sang hỏi. Đội trưởng Triệu, xác chết đã xử lý xong, quá trình giam giữ tất cả đều bình thường, không có bất cứ tình huống đột ngột nào phát sinh, xem ta Dương Gian đã hạn chế kỹ con quỷ này. Một vị cảnh sát hình sự quốc tế nói. Triệu Kiến Quốc nhìn một cái, chỉ thấy xác chết này đã giấy thép vàng gói kín giống như xác ướp, hơn nữa còn quấn thêm dây thừng vàng, thắt một nút chết, cuối cùng mới đưa xác chết này vào trong cái dương bằng vàng. Cái dương dày nặng đến đạn cũng bắn không thủng, muốn thoát ra từ bên trong tuyệt đối không thể nào. Tốt lắm, hàn kín cái dương này lại, chuẩn bị áp giải về, trên đường nhất định phải cẩn thận. Khoảng thời gian này gần thành phố Đại Xương đã có một số thế lực nước ngoài lẻn vào, một số thế lực mang theo ác ý, cho nên nhất định phải đề phòng. Triệu Kiến Quốc lại căn dặn, những người khác theo ta đi tuần tra thành phố Đại Xương, bên phía bộ trưởng còn đợi báo cáo an toàn từ chúng ta đó. Nguyên nhân Dương Gian vội vã trở về đương nhiên không phải để đi ngủ, mà là lo lắng tên Vương Tiểu Minh nhân lúc mình không có nhà chuyển gương quỷ của hắn đi mất, vì dù sao hắn là người đã nhìn thấy gương quỷ. Đương nhiên, Trương Vĩ, Trương Hiển Quý cũng đã từng thấy. Chỉ là bọn họ là người bình thường, đối với thứ này tránh đi còn không kịp, sao mà biết được giá trị của gương quỷ. Nhưng với IQ của Vương Tiểu Minh, hắn nhất định hiểu được giá trị của gương quỷ. Nếu như bị hắn cuỗng đi rồi chạy mất, muốn lấy lại đoán chừng sẽ lằng nhằng, vì dù sao thằng cha này ban đầu vì một cái quan tài quỷ mà dám thay đổi dữ liệu hồ sơ sự kiện linh dị, giấu giếm tất cả thông tin mang tính then chốt. Gương quỷ tuy rằng đã vô dụng đối với ta rồi, nhưng vẫn còn năng lực hồi sinh người khác, điểm này rất then chốt. Hơn nữa vẫn còn những thứ ở tầng sâu khác chưa được khai quật ra, thứ này được người của 100 năm trước cố ý đặt trong căn phòng đó nhất định còn có dụng ý khác. Trong lúc Dương Gian suy ngẫm, hắn trực tiếp dùng quỷ vực trở về khu dân cư. Lúc này trong khu dân cư đã sáng đèn, âm thanh của máy phát điện nổ ầm ầm không ngừng, mấy chiếc xe bọc thép dừng ở đây, có nhân viên đặc biệt cảnh giới xung quanh. Dương Gian nhìn thấy Vương Tiểu Minh được người ta đón ra từ trong phòng an toàn. Thân sắc hắn rất tiều tụy, sắc mặt rất khó coi, xem ra mấy ngày này hắn cũng chẳng dễ chịu gì. Dương Gian, lần này ngươi làm rất tốt, ta đại diện cho giáo sư Vương, còn có cả cư dân thành phố Đại Xương và cả đất nước này, cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, chuyện này sẽ không thể nào kiểm soát được. Lúc này thiếu tướng đặc chiến Lý Quân với vẻ mặt cương nghị phát giác ra Dương Gian đột nhiên xuất hiện, lập tức bước tới, nói với một vẻ tôn trọng. Không cần khách sáo như vậy, Dương Gian nói. Dương Gian, tốt quá rồi, ngươi vẫn còn sống, ta lo cho ngươi chết đi được. Lúc này Giang Diễm nhìn thấy hắn,
mừng rỡ điên cuồng chạy tới. Dương Gian nói, đừng lại gần ta, trên người ngươi sao lại có mùi phân nồng nặc như vậy. Giang Diễm xấu hổ dừng bước chân lại ngay lập tức, còn không phải tên Trương Vĩ đó sao, hắn tiêu chảy, bắn pháo hết trong phòng an toàn, buồn nôn chết đi được, trong phòng giờ bốc mùi hết cả lên. Vậy hắn chùi đít bằng gì? Dương Gian nghĩ đến tấm giấy da người đó. Không phải bị Trương Vĩ dùng rồi chứ? Làm sao ta biết được? Giang Diễm nói. Dương Gian nói, ta đi tìm hắn hỏi đã, ngươi đi tắm rửa trước đi, giờ thành phố Đại Sương đã an toàn rồi, trong một khoảng thời gian sau này sẽ không xuất hiện sự kiện linh dị nữa. Sự kiện quỷ chết đói làm ầm ĩ như vậy, tuy rằng hậu quả gây ra rất nghiêm trọng, nhưng cũng có một điểm tốt. Đó chính là những sự kiện linh dị khác vô hình chung cũng bị con quỷ chết đói này giải quyết cả rồi. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 498, sự chờ đợi của Triệu Khai Minh. Dương Gian còn chưa đi tìm Trương Vĩ để lấy lại tấm giấy da người, Vương Tiểu Minh đã tìm đến hắn trước. Dưới sự bảo vệ của tận mấy nhân viên đặc chiến, Vương Tiểu Minh hai mắt tràn đầy tơ máu, thần sắc tiểu tụy bước tới. Giờ ta nên gọi ngươi là cảnh sát hình sự quỷ nhãn Dương Gian hay là quỷ treo cổ Dương Gian đây? Nội dung mà ngươi phát trực tiếp cho ta xem rất chấn động, thật sự không biết làm sao mà ngươi có thể nghĩ đến biện pháp vừa nguy hiểm vừa táo bạo này. Ngươi có thể thành công, điều này chứng minh thí nghiệm vẫn còn trong giai đoạn nghiên cứu của ta là đúng. Phương pháp khống chế hoàn hảo một con ác quỷ đích thực khả thi, chỉ là chỉ dựa vào ghép lẫn nhau, hạn chế lẫn nhau đơn thuần là không được, như vậy quá ẩu rồi. Cảm ơn ngươi đã mở ra cho ta một mạch suy nghĩ mới. Bước chân Dương Gian lập tức dừng lại, nhìn sang hắn, khẽ nhíu mày, không nói tiếp chủ đề này, con quỷ chết đói đó ta đã giao cho Triệu Kiến Quốc rồi, giam giữ rất chặt chẽ. Có một đội cảnh sát hình sự quốc tế hộ tống, chắc là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng ta hy vọng sau này ngươi rảnh rỗi không có việc gì làm cũng đừng nghĩ tới việc nghiên cứu thứ đó. Đồng thời cũng cảnh cáo một số người bên trong nội bộ cảnh sát hình sự, ta cảm thấy có vài người chưa được tiếp xúc với quỷ chết đói, có chút khinh thường thứ này. Vương Tiểu Minh suy nghĩ một chút rồi nói, quỷ chết đói đích thực là một tài liệu nghiên cứu rất tốt, có điều tính nguy hiểm cũng rất cao, vượt quá xa cỗ quan tài quỷ kia, kiến nghị của ngươi ta sẽ tiếp thu. Trong thời gian ngắn từ bỏ việc nghiên cứu đối với quỷ chết đói, nếu như thật sự có lúc mở lại cái dương đó, ta sẽ thông báo cho ngươi. Nghe ý tứ của hắn, tạm thời sẽ không nghiên cứu, đợi sau khi có một số biện pháp bảo vệ vẫn sẽ tiến hành nghiên cứu tiếp. Nếu như bị các ngươi thả ra rồi bỏ chạy, đừng có thông báo cho ta, chỉ cần không đến thành phố Đại Sương của ta là được, ta không muốn tiếp xúc với con quỷ đó lần thứ hai đâu. Dương Gian tối sầm mặt nói. Vương Tiểu Minh nói, nếu ngươi đã phản đối đến như vậy, vậy sẽ không nghiên cứu nữa, ta sẽ kiến nghị niêm phong nó vĩnh viễn. Với đặc tính của vàng, chỉ cần không phải do người mở ra, trong vòng 10.000 năm con quỷ đó cũng không thể chạy ra ngoài được. Hy vọng là vậy, giờ thành phố Đại Sương đã không còn chuyện của ngươi nữa, ngươi đi đi, Dương Gian nói. Vương Tiểu Minh dưới sự hộ tống chưa đi được mấy bước, bước chân đã dừng lại hỏi, cái gương đó đâu rồi? Của ta, Dương Gian nói. Ta biết nó là của ngươi, ta chỉ cảm thấy thứ đó rất đặc biệt, ngươi có thể cho ta mượn nghiên cứu một tháng được không? Vương Tiểu Minh nghiêm túc nói, ta có thể dùng cái này để đổi với ngươi. Nói xong, hắn ra hiệu với Lý Quân. Lý Quân từ trong áo mò ra được một cái hộp nhỏ màu vàng kim, sau khi mở ra là một ngọn nến. Nến quỷ à? Dương Gian nhìn một cái, phát hiện nến quỷ bên trong này là màu trắng. Không, cái này không giống với nến quỷ đưa cho ngươi lần trước, Vương Tiểu Minh nói. Dương Gian nói, chỉ là màu sắc không giống nhau mà thôi, ngọn nến kia màu đỏ, cái này màu trắng, có phải ngươi cho nhầm màu vào rồi không? Vương Tiểu Minh nói, không phải, chỉ là lúc nghiên cứu nến quỷ xuất hiện hai kết quả thí nghiệm hoàn toàn khác nhau, dù sao một cuộc thí nghiệm sẽ có rất nhiều biến hóa, đây là một sản phẩm ăn theo ta làm ra từ một trong những biến hóa đó mà thôi, nên coi nó là bán thành phẩm, hoàn toàn không cùng loại với nến quỷ màu đỏ kia. Có tác dụng gì? Dương Gian hỏi. Sau khi đốt lên, nếu như gần đó có quỷ thì nó sẽ tấn công người cầm theo nến quỷ đầu tiên. Đây là một cây nến quỷ có thể lôi kéo thù hận, ta cảm thấy tính khả dụng của nó vượt xa nến quỷ màu đỏ rất nhiều, Vương Tiểu Minh nói. Dương Gian đáp,
ngươi vẫn nên giữ lại đi, đừng nhòm ngó vào đầu của ta. Hơn nữa đoạn video đó ngươi tốt nhất là nên vĩnh viễn bảo mật. Thông tin này nếu truyền ra ngoài sẽ có rất nhiều người ngự quỷ đứng ngồi không yên. Ngươi là giáo sư lớn được bảo vệ chặt chẽ, nhưng với ta thì chỉ mang đến rắc rối rất lớn. Vì dù sao ban đầu ta cho ngươi xem video đó cũng chỉ là sợ thất bại, giữ lại một phần tư liệu mà thôi. Cái này ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật. Nếu ngươi đã không chịu cho ta mượn nghiên cứu, vậy thứ này tặng cho ngươi. Vương Tiểu Minh ném cái hộp có đựng nến quỷ màu trắng cho Dương Gian, coi như là quà đáp lễ riêng cho việc ngươi bảo vệ ta. Dương Gian nói, ta với ngươi chỉ là hợp tác trên công việc, ngươi không cần tạ lễ với ta. Hắn từ chối món quà này. Ngươi vẫn là giữ lại đi, thứ này sản lượng trong phòng thí nghiệm của ta cũng coi là tạm. Vương Tiểu Minh nói xong cũng không lấy lại đồ, mà quay người theo Lý Quân lên xe bọc thép. Tên gian thương này, Dương Gian nhìn vào thứ đồ trong tay khóe miệng khẽ giật. Rẻ thì không có đồ tốt, thứ này cầm trong tay ai dám tùy tiện đốt lên chứ. Có thể dẫn dụ quỷ ở gần xung quanh đến, rõ ràng chính là tự sát, căn bản không thể nào sánh được với nến quỷ màu đỏ kia. Mà trong lúc đám đông trong khu dân cư Quan Giang thoát khỏi kiếp nạn, còn sống sót bắt đầu giải quyết hậu quả và chúc mừng, thì ở một góc khác của thành phố Đại Sương, trước một nhà kho tĩnh mịch, dưới ánh trăng mờ ảo, bước chân của Triệu Khai Minh có chút gấp gáp, tập tễnh từ đằng xa bước tới. Kế hoạch của hắn thành công rồi, hơn nữa còn vô cùng hoàn hảo. Hắn hoàn thành được yêu cầu của con quỷ đó, cũng mượn tay Dương Gian giam giữ nó lại. Như vậy hắn có thể vĩnh viễn thoát khỏi lời nguyền của con ác quỷ đó, khôi phục lại thân phận người bình thường, không còn là người ngự quỷ nữa, người nhà của hắn cũng chắc là sẽ được sống lại theo như kế hoạch. Ta đã xây một căn biệt thự ở quê, cất giữ vàng trị giá đến mấy chục triệu, sau này đủ cho cả nhà sinh sống cả đời rồi, còn về bên ngoài biến thành như thế này ta không quản được. Tên Dương Gian đó là một mối nguy hại rất lớn, có điều chẳng sao cả. Đêm nay ta sẽ dẫn cả nhà rời khỏi thành phố, xe cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, sau này sẽ không gặp lại hắn nữa. Triệu Khai Minh mò chìa khóa, mang theo tâm trạng kích động mở khóa nhà kho ra. Nặng nề đẩy cánh cửa ra, hắn tập tễnh bước vào trong. Trong nhà kho tối tăm đầy các loại đèn huỳnh quang đang thắp sáng, cho dù trong hoàn cảnh mất điện cũng không đến nỗi hoàn toàn không thấy gì. Bà xã, con gái, mẹ, cha, con trở về rồi. Hắn đến được một con kho đang cất giữ cả nhà hắn, bên trong được đặt từng cỗ quan tài lạnh, bên cạnh là một máy phát điện vẫn đang chạy ầm ầm, duy trì cho dòng điện luôn hoạt động. Nhưng Triệu Khai Minh đang kích động nằm sấp trên một cỗ quan tài lạnh chuẩn bị nghênh đón người nhà của hắn sống lại. Theo tính toán của hắn, chắc là khoảng một tiếng sẽ có kỳ tích hồi sinh xuất hiện. Lúc hắn từ trung học phổ thông số 7 đuổi kịp về đây đã dùng mất hơn nửa tiếng, tính toán một chút, chắc vẫn còn khoảng 10 phút nữa. Triệu Khai Minh vội vàng dừng máy phát điện, tắt hệ thống làm lạnh đi. Mọi người đợi một chút, rất nhanh chúng ta sẽ có thể gặp nhau rồi. Hắn kích động đến nỗi không ngừng đi quanh từng cỗ quan tài lạnh, xem thử là người nào sống lại trước. Thời gian cứ từng chút một trôi qua, 10 phút mà Triệu Khai Minh dự tính rất nhanh đã đến. Xác chết trong quan tài lạnh vẫn cứ duy trì dáng vẻ nhợt nhạt, cứng ngắc, lạnh giá như vậy, không có một chút dấu hiệu nào sẽ sống lại. Là ta tính toán thời gian không chính xác sao? Đợi thêm lúc nữa là được. Triệu Khai Minh trong lòng đang nghĩ như vậy, nhưng mà lại thêm nửa tiếng nữa trôi qua. Xác chết trong quan tài lạnh vẫn không có động tĩnh gì, vẫn là dáng vẻ chết chóc nặng nề đó. Lần này trong lòng Triệu Khai Minh đã bắt đầu có chút kinh hoàng. Lời cam kết của con quỷ đó, cái gọi là sống lại, liệu có phải là một sự dối trá không? Không, không có đâu, ta đã cược hết tất cả. Đây không thể là dối trá được. Triệu Khai Minh đột nhiên có chút mất kiểm soát gầm nhẹ một tiếng. Hắn không phải chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Với đầu óc của hắn vẫn luôn từng nghi ngờ, nhưng hắn không còn cách nào cả. Từ cái ngày vợ, con gái còn có cả mẹ hắn chết đi, hắn đã không còn đường để quay đầu. Sau đó cha hắn, cậu, bác cả cũng chết. Hắn càng chỉ có con đường này để đi đến tận cùng. Chỉ có kỳ tích hồi sinh này mới luôn chống đỡ hắn đi đến tận bây giờ. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 499, lời nguyền tiếp diễn. Trong nhà kho lạnh giá, tĩnh mịch,
từng cỗ quan tài lạnh được xếp bên cạnh Triệu Khai Minh. Hắn ngồi ở đây đã trọn vẹn 3 tiếng đồng hồ, không hề nhúc nhích, giống như một bức tượng điêu khắc bằng gỗ. Hy vọng trong lòng dần dần bị dập tắt theo 3 tiếng đồng hồ này trôi qua. Thời gian ước hẹn với ác quỷ đã qua quá lâu rồi. Trong khoảng thời gian này, di thể của những người thân đã chết trong quan tài lạnh đều không có chút dấu hiệu sống lại nào. Người đã chết vẫn cứ chết, mà người đang sống thì chỉ còn một mình hắn mà thôi. Con quỷ theo bên cạnh hắn, đến giờ cũng không thể nói được là sự tồn tại như thế nào. Triệu Khai Minh chỉ biết mỗi lần hắn nhờ vả ác quỷ làm chuyện gì, người bên cạnh hắn sẽ chết một người, bản thân lại bình yên vô sự. Đây chính là cái giá phải trả khi sử dụng sức mạnh của ác quỷ. Lúc mới bắt đầu hắn không hề biết điểm này, đợi đến lúc phát hiện ra thì đã quá muộn. Vợ, con, cha mẹ, họ hàng, tất cả mọi người đều vì hắn mà bị ác quỷ giết chết. So với nỗi sợ, cái chết, thứ dày vò Triệu Khai Minh lại là sự đau đớn và ăn năn khi chính tay giết chết người thân của mình. Thậm chí có những lúc hắn không thể không làm như vậy. Cái ngày mà ác mộng bắt đầu đó, Triệu Khai Minh đã không còn đường để quay đầu, chỉ có một con đường đi đến tận cùng. Mang tất cả hy vọng đều gửi gắm vào việc hoàn thành điều kiện của ác quỷ, hồi sinh tất cả những người thân, sau đó mọi thứ có thể bắt đầu lại. Bất kể trong khoảng thời gian đó hắn đã nhiều lần nghi ngờ cái này có thể là một thủ đoạn mà ác quỷ lừa dối hắn. Nhưng cho dù như vậy, Triệu Khai Minh cũng chỉ có thể tin tưởng, không dám có một chút nghi ngờ. Bởi vì bất cứ dao động nào đều sẽ dập tắt tia cứu chuộc cuối cùng của hắn. Đang gần đến thời gian 4 tiếng đồng hồ, thời gian lúc này đã là khoảng 2 giờ sáng. Triệu Khai Minh ngồi im như bức tượng gỗ giữa đống quan tài lạnh đột nhiên cười lên, hắn cười rất thảm thương, cười rất điên dại. Giống như đã phát điên rồi vậy, hắn đã hoàn thành kế hoạch, nhưng thua mất tất cả. Không thể cứu vãn tất cả hậu quả mà mình tự tay tạo ra, Triệu Khai Minh cảm thấy bản thân mình đã chết, không còn ý nghĩa để sống tiếp nữa. Hắn không hề trách bất cứ ai, bởi vì không có tư cách. Chỉ là chậm rãi rút khẩu súng lục từ bên hông ra. Khẩu súng lục màu vàng kim, nặng nề lạnh giá, bên trong có chứa 10 viên đạn được đặc chế. Có điều có phải đạn được đặc chế không đã không còn quan trọng nữa. Hiện giờ hắn chỉ là một người bình thường mà thôi, bị giết hoặc tự sát đều quá dễ dàng. Gần như không do dự, hắn trực tiếp nhét khẩu súng vào trong miệng mình. Tự sát là con đường duy nhất Triệu Khai Minh có thể đi. Xin lỗi, ta sẽ xuống dưới cùng mọi người đây. Triệu Khai Minh nhắm mắt lại. Nhưng mà một giây trước khi hắn chuẩn bị nổ súng, bình bình. Trong nhà kho vắng lặng không có chút tiếng động truyền đến một âm thanh vật gì đó đang đập cửa sổ kính. Tuy rằng âm thanh không lớn, nhưng lại nghe thấy rất rõ ràng. Hơn nữa âm thanh này đến từ ngay bên cạnh Triệu Khai Minh. Bằng, tuy nhiên một tiếng súng đã vang lên. Triệu Khai Minh tự sát quá quyết đoán, gần như không do dự mấy, hắn chưa kịp hạ súng xuống thì đã bóp cò. Phát súng này có lẽ bởi vì góc độ không đủ, hoặc tư thế nhét súng vào mồm tự sát không đúng, nên đạn không xuyên qua đầu hắn, mà xuyên một lỗ qua miệng. Không có đau đớn, chỉ có choáng váng. Khắp miệng Triệu Khai Minh toàn là máu, nhưng hắn vẫn sống, chỉ là bị thương rất nặng. Âm thanh đập vào kính vẫn vang lên bên cạnh. Hắn cho rằng đó là ảo giác, nhưng mà không phải, hắn chính mắt nhìn thấy, trong quan tài lạnh có chứa di thể của con gái đó, có một đôi bàn tay nhỏ bé trắng bệch đang ra sức đập. Con gái mình sống lại rồi sao? Đôi mắt vốn dĩ sắp trở nên yên tĩnh của Triệu Khai Minh đột nhiên bừng sáng, khắp người hắn toàn là máu đổ vật xuống đất. Trèo về phía quan tài lạnh đó, sau đó dùng hết sức lực của bản thân để mở quan tài ra. Một bé gái vừa khóc, vừa từ bên trong trèo ra ngoài. Cha, cha ơi! Bé gái nhìn thấy Triệu Khai Minh thì khóc ầm lên ôm lấy hắn. Triệu Khai Minh muốn đứng dậy, nhưng phát súng tự sát đó khiến hắn bị thương rất nghiêm trọng. Cả người như bị rút cạn sức lực nằm bẹp dí dưới đất, nhưng hắn đang cười, cười rất vui vẻ, ôm lấy con gái mình vô cùng yêu chiều, cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của nó, xoa xoa mái tóc mềm mại. Đừng, đừng khóc, khụ khụ, cha đang ở đây. Con gái sống lại khiến hắn hiểu được, bản thân mình không bị lừa dối, chỉ là kết quả này đến quá muộn, trong khoảnh khắc hắn tự sát kỳ tích mới xuất hiện. Con gái là người chết đầu tiên, cũng là người sống lại đầu tiên, vậy thì nếu dựa vào thứ tự này, người sống lại tiếp theo sẽ là cha mẹ của hắn. Triệu Khai Minh lúc này đã chảy quá nhiều máu, cộng thêm vết thương, nên đầu óc đã chút choáng váng nặng nề. Hắn nói, Tiểu Nhã, nghe lời cha nói,
đi mở mấy cái cửa kính đó ra. Mẹ, ông nội, bà nội đều đang ngủ trong đó, con đi gọi bọn họ dậy. Khụ khụ, nói chuyện cũng đã có chút khó khăn rồi. Hắn không biết cái này có tác dụng gì không, nhưng chỉ có thể tin tưởng vào đứa con gái chỉ mới 6 tuổi này của mình thôi. Triệu Tiểu Nhã tuy rằng nhỏ tuổi, nhưng rất nghe lời, nghe Triệu Khai Minh nói như vậy, lập tức vừa khóc, vừa chạy đến trước quan tài lạnh kia để mở cửa. Nhưng một đứa bé gái nhỏ căn bản không biết mở thế nào, quan tài lạnh này là do Triệu Khai Minh đặt làm, chất lượng cực kỳ tốt, mà cũng chính vì chất lượng tốt, nên cách mở cũng có chút đặc biệt. Cha, cha ơi, con mở không ra. Triệu Tiểu Nhã khóc lóc chạy về. Nhưng Triệu Khai Minh đã ngồi gục đầu dưới đất, không có bất cứ phản ứng nào, máu tươi vẫn đang không ngừng chảy từ trên người hắn xuống. Triệu Khai Minh không chết, chỉ là ngất đi thôi. Lúc này nếu gọi xe cứu thương Triệu Khai Minh vẫn có thể được cấp cứu. Chỉ là số mệnh cứ thích trêu ghẹo người ta như vậy, sau khi hắn tự sát mới phát hiện đều đã thành công rồi, chỉ là bản thân hiểu lầm rằng đây là một sự lừa đảo. Triệu Khai Minh rơi vào hôn mê không biết đã qua bao lâu. Có lẽ là một ngày, có lẽ là nửa ngày, mà trên thực tế sau khi hắn hôn mê được một tiếng đồng hồ thì tỉnh dậy như kỳ tích. Triệu Khai Minh mơ màng cảm thấy có người đang giữ chặt vết thương cho mình. Lúc hắn mở mắt ra lần nữa thì phát hiện xung quanh mình đã đầy áp người. Tỉnh rồi, con trai tỉnh lại rồi, tốt quá rồi. Một bác gái lớn tuổi có chút kích động nói. Triệu Khai Minh phát hiện người nhà mình đều đã sống lại, bên cạnh có vợ, cha mẹ, họ hàng. Xe cứu thương sao vẫn chưa đến thế? Điện thoại cũng gọi mãi chẳng được. Triệu Khai Minh con cố gắng chịu đựng nhé, phải cố gắng chịu đựng, đã liên hệ với bệnh viện gần đây rồi. Có người họ hàng lo lắng nói. Triệu Khai Minh không nói gì, ý thức của hắn đang ở trong một trạng thái rất đặc biệt. Hắn cảm thấy bản thân có thể tỉnh lại chính là hồi quang phản chiếu rồi. Cha ơi! Triệu Tiểu Nhã bên cạnh hắn đang khóc. Con gái ngoan, đừng khóc, cha không sao đâu, con làm sao mà làm được thế? Triệu Khai Minh xoa đầu cô bé, cười nhợt nhạt. Là chú này giúp con. Triệu Tiểu Nhã vừa khóc, vừa chỉ về đằng sau. Triệu Khai Minh khẽ nhướng mắt lên, nhưng thấy sau lưng con gái không một bóng người, chỉ có một khoảng tăm tối. Đầu tiên hắn trì trệ một lúc, sau đó ý thức được chuyện gì, mở bừng mắt, gắt gao nắm chặt tay con gái, định nói gì đó. Nhưng một ngụm máu đã chặn đứng trong cổ họng, cộng thêm hồi quang phản chiếu nên trong một lúc không nói được gì. Con quỷ đó, vẫn còn, chỉ là khoảnh khắc này, con quỷ đó đã chọn con gái của hắn. Nó giúp con gái mở tất cả quan tài lạnh ra, cái giá phải trả, chính là có một người thân phải chết. Mời quỷ làm việc, không phân lớn nhỏ, cái giá đều như nhau. Nhưng nhìn khắp một vòng, người thân bên cạnh không có ai chết đi cả. Nhưng sau đó, Triệu Khai Minh ý thức được chuyện gì, phát ra một tiếng cười thảm thê lương, sau đó mang theo tất cả bi thương, nuốt xuống một hơi cuối cùng. Đôi mắt trước lúc chết đó vẫn cứ nhìn chằm chằm sau lưng hướng con gái đã chỉ. So với việc tuyệt vọng tự sát trước đó, còn có cả sau khi tự sát thất bại ôm một tia hy vọng cuối cùng mà chết đi. Kết quả như thế này mới là đáng sợ nhất. Bởi vì Triệu Khai Minh biết, bi kịch trên người mình sẽ tái diễn trên người con gái. Tại sao lại là Tiểu Nhã? Trong ý thức còn sót lại, đang còn vương lại ý nghĩ cuối cùng của Triệu Khai Minh trước khi chết. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 500, tìm kiếm đáp án của quá khứ 1. Khoảng cách từ lúc khói mù của thành phố Đại Dương tan ra đã qua 5 ngày. Bởi vì xác định được sau khi sự kiện quỷ chết đói kết thúc, thành phố Đại Dương sẽ ở trong trạng thái an toàn, cho nên chính quyền bắt đầu triển khai hành động cứu viện toàn diện đối với thành phố Đại Dương. Hiệu suất hành động rất nhanh. Trong vòng một ngày, hệ thống cung cấp điện nước đã khôi phục như bình thường. Hơn nữa, cảnh sát vũ trang bắt đầu đóng quân phòng bị. Đồng thời, nhân viên y tế các loại cũng bắt đầu tiến vào các bệnh viện của thành phố. Trong thời gian 2 ngày, hành động cứu viện toàn diện đã được triển khai. Người sống sót trốn trong mọi ngóc ngách cũng bắt đầu lục đục bước ra, bắt đầu đón chào một cuộc sống mới. Đương nhiên, tất cả những thứ này không liên quan gì đến Dương Gian hiện giờ. Trong 5 ngày này hắn vẫn nằm ườn ở nhà, không đi ra ngoài, cũng không lộ mặt. Cho dù trong khoảng thời gian này Triệu Kiến Quốc nhiều lần liên lạc, nhưng đều bị hắn từ chối thẳng. Thành phố Đại Dương cần tu sửa,
Dương Gian cũng cần tu sửa. Hắn cần nhanh chóng quen thuộc với tình hình của bản thân, trước đó sau khi chết đi sống lại. Cơ thể hắn đã sinh ra một loại thay đổi nào đó không thể tưởng tượng được, hắn có thể cảm nhận bản thân đã hoàn toàn khác với trước đây. Mà rốt cuộc có gì không giống, Dương Gian cũng không phân biệt nổi. Nếu như nhất định phải nói, vậy đó chính là một loại trùng sinh khác loài, dường như đã thoát ly được mọi trói buộc trước đó. Thứ hai, chính là các loại kỹ năng của cơ thể đã thay đổi có chút quỷ dị. Dương Gian đã kiểm tra qua, cơ thể của hắn có một nửa là người bình thường, một nửa khác đã không thuộc về người sống nữa, mà thuộc về người chết, giá lạnh, có chút cứng ngắc, phủ đầy đốm xác chết. Có lẽ ta còn có thể suy nghĩ giống như con người, không đến nỗi hoàn toàn biến thành một sự tồn tại xa lạ. Nguyên nhân là vì cơ thể ta vẫn chưa hoàn toàn chết đi, có lúc ta suy nghĩ, khống chế suy nghĩ của con người rốt cuộc là cái đầu hay là cơ thể. Nếu như là cái đầu, vậy cơ thể chết rồi, những ham muốn và cảm xúc của người này liệu có còn không? Không có cảm xúc và ham muốn, người này cũng chẳng phải là một con người hoàn chỉnh nữa. Sau khi ngồi yên lặng suy ngẫm một lúc lâu, Dương Gian quyết định từ bỏ vấn đề có chút triết học này. Giờ đây không phải thứ mà bản thân cần quan tâm. Hắn quan tâm chính là sau khi bản thân chết đi sống lại, cơ thể rốt cuộc đã thay đổi gì khác so với trước kia, đã dung nhập hoàn toàn quỷ bóng, khống chế một cách hoàn hảo rốt cuộc có gì khác. Sự tìm tòi trước đó vẫn rất ngắn ngủi, chỉ là vận dụng một cách thô sơ mà thôi. Nhưng trong thời gian 5 ngày này, Dương Gian lại dần dần có được một nhận thức rõ ràng. Đầu tiên là sức mạnh của cơ thể. Trong cơ thể không được xem là cường tráng đó của Dương Gian đang dung hợp quỷ bóng, sức mạnh lớn đến mức có chút kinh người, hắn đã từng thử nghiệm ở phòng gym. Tạ đơn nặng 500kg mà hắn chỉ dùng một tay đã có thể nhấc lên được, hơn nữa còn không có chút cảm giác không ổn nào, sự thay đổi do sức mạnh kỳ bí mang đến đích thực rất khó tin. Nếu như hắn bộc phát toàn bộ, chỉ dựa vào sức mạnh có thể đạt đến mấy tấn, đã được coi như một đại lực sĩ rồi. Những điều này không có tác dụng gì, sức lực lớn nhiều nhất cũng chỉ bắt nạt được người bình thường. Gặp phải ác quỷ chỉ dựa vào sức lực là vô dụng, nếu như sức lực có tác dụng vậy thì tên lửa cũng có tác dụng rồi. Chỉ có thể coi như một năng lực nhỏ xíu ăn theo mà thôi. Sau đó khả năng kháng đòn, Dương Gian hiện giờ gần như được coi là miễn dịch vật lý rồi, hắn đã từng thử từ trên tầng 5 nhảy xuống. Đương nhiên vì để đảm bảo an toàn hắn vẫn sử dụng quỷ vực tạm thời bảo vệ những vị trí then chốt. Kết quả ngã lăn ra đất chẳng làm sao cả, phủi phủi mông là đã đứng dậy được. Đương nhiên tiền đề là đầu không thể chúc xuống đất, cái đầu của hắn không có quỷ bóng, không thể bảo vệ được, đây là một điểm yếu. Đạn bằng vàng đặc chế có thể bắn vào cơ thể Dương Gian. Nhưng cũng chỉ là bắn vào trong mà thôi, Dương Gian không cảm nhận được sự đau đớn. Thậm chí viên đạn tiếp theo còn bị quỷ bóng trong cơ thể tự động bài tiết ra ngoài, sau đó chỉ còn lại một vết thương. Vết thương không thể tự động lành lặn, cần có cơ thể người từ từ hồi phục. Trừ những điều này ra, Dương Gian còn có một năng lực quỷ dị, hắn có thể khống chế bất cứ bộ phận nào của cơ thể, thậm chí là nội tạng, xương cốt bên trong, hắn đều có thể tự mình lấy ra. Sẽ không đau đớn, cũng không cảm thấy không ổn, bởi vì cơ thể đã được coi là quỷ rồi, sở hữu rất nhiều đặc tính của quỷ. Sau một số bài tập có tính hồi phục, Dương Gian bước ra khỏi phòng gym. Hắn như thường lệ lên tầng 5 kiểm tra một chút tình hình các phòng. Hắn có 3 căn phòng luôn được khóa kín. Một căn phòng đặt một chiếc gương thay quần áo thời kỳ phong kiến, bị một tấm vải đen che phủ. Dương Gian mở nó ra xem mấy lần, đều không có bất cứ thay đổi nào như thường lệ. Ở góc trên cùng của chiếc gương có thêm một vết nứt nhỏ rất mảnh. Đây là do trước đây quỷ bóng và gương quỷ đọ sức với nhau còn lưu lại. Góc dưới cùng của tấm gương, một cánh tay lạnh giá cháy đen. Đây là ác quỷ trong tấm gương để lại, là hậu quả sau khi Dương Gian sống lại đọ sức với con ác quỷ trong gương đó. Trong căn phòng thứ hai là một cái gương nhỏ, bên trong là một đống xương cốt được gói bằng giấy thép vàng, là con quỷ xương khô bên trong cơ thể Vương Tiểu Cường. Dương Gian từ sau khi giam giữ vẫn luôn để trong này không hề động vào, đương nhiên cũng không giao cho Vương Tiểu Minh. Thứ này ban đầu hắn giữ lại là muốn chế tạo ra một người ngự quỷ, chỉ cần đưa quỷ xương khô này vào trong cơ thể một người. Vậy thì người đó sẽ trở thành một Vương Tiểu Cường thứ hai, không thể giết chết được. Nhưng khi đó hắn vẫn còn thiếu biện pháp tương ứng, nên tạm thời quên đi mất. Có điều hiện giờ, hắn hoàn toàn có thể sử dụng sức mạnh kết hợp giữa quỷ bóng và quỷ vực để trực tiếp thay xương cho một người, đương nhiên cũng bao gồm cả bản thân hắn trong đó.
thay bộ xương quỷ này vào trong cơ thể ta dường như không có tác dụng gì mấy. Tuy rằng quỷ bóng của ta có thể khống chế bộ xương quỷ này, nhưng thứ này ngoại trừ không chết ra dường như cũng chẳng còn tác dụng gì, mà đặc tính không chết này giờ ta cũng có, giữ lại để dự phòng vậy. Dương Gian thầm nói. Các bạn vừa nghe xong tập 50 của bộ truyện khủng bố Sống Lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.